Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân bày tỏ nhiều tâm tư, kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách lớn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế sẽ góp phần tạo nên những đột phá trong phát triển, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong nhiệm kỳ mới. Trong tình hình thực tế hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn là vấn đề rất lớn. Trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng, tôi có một kỳ vọng Đảng sẽ có những chủ trương và những quyết sách lớn về công tác bảo vệ môi trường. Một là kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Hai là cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị lớn. Ba là đảm bảo an ninh nguồn nước. Bốn là tăng cường quản lý chất thải rắn. Năm là huy động sự tham gia giám sát của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong vấn đề bảo vệ môi trường. Theo lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thì chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đó là sự phấn đấu của cả một quá trình và của toàn thể dân tộc. Thì trong kỳ đại hội lần 13 này, cá nhân tôi là một người đảng viên và cũng như là các cử tri trong toàn quốc đều có một mong muốn, đấy là trong thời kỳ đại hội này sẽ đưa ra những cái quyết sách, quyết định quan trọng của đất nước, tiếp tục giúp đất nước chúng ta phát triển về mọi mặt, trong đó tiếp tục tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân và nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua chúng ta làm rất tốt, thì tiếp tục phát huy và tiếp tục có những cái bước tiến cải thiện về môi trường cho sống cho người dân. Những người làm khoa học chúng tôi rất hy vọng vào những thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13. Trước tình hình nước ta trong quá trình phát triển kinh tế gần đây, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều những vấn đề liên quan đến thiên tai, ví dụ như là vấn đề sạt lở đất, lũ lụt, ngập lụt miền Trung vừa qua, cũng như là không thể tránh khỏi cái tác động của biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển kinh tế. Tôi rất tin rằng là với thắng lợi của Đại hội Đảng lần thứ 13, thì Đảng và sau đó là Quốc hội, Chính phủ sẽ quan tâm hơn tới vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và sẽ càng ngày càng chú ý tới những cái xu hướng phát triển kinh tế chung, bền vững. Đó là vấn đề là chúng ta phải biết ứng phó với những cái tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta phải biết phòng ngừa và ngăn chặn những cái tác động xấu do những thiên tai, cũng như đồng thời cũng phải có những cái quy hoạch phát triển các cái lĩnh vực năng lượng một cách hợp lý và đảm bảo an toàn môi trường. Chúng tôi kỳ vọng rất lớn là vào cái kỳ đại hội này chúng ta sẽ bầu ra cái ban chấp hành, bầu ra Bộ Chính trị, bầu ra Ban Bí thư đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ tâm để lãnh đạo đất nước, đưa nước ta tiến lên phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Về vấn đề môi trường thì có lẽ là một trong những vấn đề hết sức quan trọng sẽ được đại hội Đảng đặc biệt quan tâm. Thế đòi hỏi chúng ta phải có một cái chính sách rất là tốt mà hoàn thiện, cụ thể, hoàn chỉnh để chúng ta tập trung làm tốt công tác môi trường. Đặc biệt là chúng ta sẽ bảo vệ được cái không gian sinh tồn, không gian sống của chúng ta cũng như của con cháu muôn đời chúng ta về sau. Là một đảng viên trẻ thì trước kỳ đại hội thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tôi cũng có những cái kỳ vọng riêng của riêng mình. Tôi kỳ vọng là sau kỳ đại hội thứ 13, Đảng ta sẽ có những cái đường lối, chủ trương, chính sách tạo cơ hội để phát triển cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ có thể phát huy được cái phẩm chất và năng lực của mình để góp phần đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, đưa nước ta ngày một sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã nói. Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với một kỳ vọng về một tương lai đất nước phát triển rực rỡ, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.